Thanh xin trình bày ca cổ Yêu Gì Trên Hết, một sáng tác của mục sư Nguyễn Hiền. Chúa hỏi con yêu gì trên hết, trong vuông trần con mến thương ai, trái tim con hình bóng nào chiếm nghi ngờ cõi dương gian tìm hạnh phúc nơi nào. Con ơi, từ khi con mở mắt chào đời, biết bao điều con mong vươn tới. Đôi tay con đã xây nên những lâu đài trên cát, nhưng sóng đời nổi lên đã xô đẩy tan tan. Vui thú lợi danh con buông bỏ không đành, con luôn cũng hút vào vòng xoay quan lạc. Yêu bạc tiền, yêu vui thú đảo điên, để mãi ưu phiền bước ngã bước điên. Nhiều thứ trong tay đã vụt bay, dầu không y canh. Tình nơi con người như cơn rét lành, hạnh phúc quá mong manh, mơ ước không thành. Chúa tìm tôi giữa ngàn thất bại, chỉ trăng tay sau những đêm dài. Đời Chúa xót lưới tình nhầu nát, mắt rũ buồn cuộc sống bi ai. Chúa không bỏ tôi lúc tôi thất bại, Ngài đã chờ tôi sau những đêm dài. Chúa giúp tôi những mẻ lưới ngon lành, giữa biển xanh một tình yêu lành thánh. Mắt Chúa nhìn chạm đến tim tôi, Ngài đã không nhắc đến lỗi lầm trong quá khứ, cũng không than phiền trách móc chi tôi. Tình yêu Chúa khiến lòng tôi tan vỡ, quyết từ đây chẳng để Chúa mong chờ. Chúa hỏi con yêu gì trên hết, con trả lời con đã chẳng chi. Nước trần gian chỉ làm con thêm khác, cõi hồng trần lạc lối u mê. Ngài hỏi hay chỉ là môi miệng điêu hoa, chỉ qua loa theo Chúa xa xa. Miệng gần cha nhưng tâm thì xa quá. Con xin thưa Chúa hiểu hết mọi điều, con nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu. Từ nay con quyết tin yêu, hết lòng dâng phục ý cha trăm chiều. Con xin hứa con yêu Ngài hơn cả, hơn lợi danh, hơn châu báu vinh quang. Có cha hơn cả ngọc ngà, yêu cha trên hết mới là yêu cha. Amen.